Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Mon sẽ hát một ca khúc của Mon sáng tác có tựa đề Lời thề với bác. Đây như là một tình cảm của Mon, cũng như mong muốn có được cái vị lãnh đạo thật là tốt để người dân cũng như bà con tin tưởng và yêu thương để đưa đất nước Việt Nam ngày càng đi lên. Xin cảm ơn rất là nhiều. Sau đây mời bà con chúng ta cùng thưởng thức.